Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị. Chương trình học bổng The Long Nguyễn An Kim My Dương với mục đích hỗ trợ các sinh viên gốc Việt hiếu học và khuyến khích tinh thần gần gũi cội nguồn, dùng sở học, tài năng của mình để phục vụ cho con người, nhân quần, xã hội đang bước vào năm thứ tư, niên khóa 2021-2022. Hôm nay tại studio VATV SBTN DC, chúng tôi hân hạnh được tiếp chuyện với bà Dương Kim Mỹ, là người phát tâm khởi xướng Sáng hội Kim My Dương Foundation và tổ chức giải học bổng cho ba niên khóa vừa qua nhằm tìm hiểu thành quả đạt được và dự định phát triển của giải học bổng. Xin kính chào bà Kim Mỹ. Xin kính chào anh Công. Xin kính chào khán thính giả SBTN. Xin bà cho biết là sau 3 năm, thành quả và sự phát triển của giải học bổng ra sao thưa bà? Dạ, thưa anh Công, mình bắt đầu từ năm 2018. Mình phát được 12 học bổng cho 12 em, cho 4 trường. Sau đó, 2019, mình phát được 18 học bổng và cũng giữ được 4 trường. Qua đến 2020, mình phát được 35 học bổng và cho được 6 trường. Thành ra số trường cũng tăng thêm và số học bổng cũng tăng thêm. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Tại vì chúng tôi muốn rằng cái học bổng này sẽ tăng lên mỗi năm và cho tới khi nào mà mình có thể cho được chắc maybe 500 sinh viên. Đó là ước vọng của tôi. Thưa bà, bước vào niên khóa thứ tư, xin bà cho biết chương trình học bổng có gì thay đổi cho niên khóa 2021-2022 so với 3 năm trước và dự phóng của bà về chiều hướng phát triển của giải học bổng trong tương lai như thế nào thưa bà? Dạ, thưa anh Công, năm nay đó, 2021-2022, mình dự trù sẽ cho 60 học bổng, trong đó 40 học bổng để cho các em Vietnamese American. Then 20 học bổng khác thì mình sẽ cho các non-Vietnamese American student. Đó là cái mục tiêu là mình muốn mở rộng ra để include more student. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng hân hạnh có sự tham dự của tiến sĩ Hiếu Bùi, hiện là phụ tá giảng sư phân khoa điện toán của Đại học Catholic University of America, và cũng là một trong những vị giám khảo của chương trình học bổng Kim My Dương Foundation. Xin chào tiến sĩ Hiếu Bùi. Dạ, em xin chào anh Công và tất cả các khán thính giả của đài SBTN tại thủ đô Washington. Xin thầy Hiếu cho các em sinh viên biết những điều kiện về thể thức căn bản để ghi danh và tham dự giải học bổng cho năm 2021-2022, thưa tiến sĩ. Dạ, thưa anh Công, để nộp đơn cho giải học bổng Kim My Dương Foundation năm học 2021 và 2022, các em học sinh, sinh viên cần có những điều kiện như sau. Điều kiện thứ nhất là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân Hoa Kỳ hay là các em du học sinh Việt Nam. Điều kiện thứ hai là đang đi học vào mùa thu năm 2021 tại một trong 6 trường đại học ở thủ đô Washington, cùng có trường đại học UMD, trường cao học Montgomery College, trường đại học UVA, trường đại học Virginia Tech, trường đại học GMU và trường cao học Nova. Các em cần chuẩn bị 5 hồ sơ như sau. Hồ sơ thứ nhất, điều kiện thứ nhất là resume. Thứ hai là official transcript. Thứ ba là essay hoặc là một bài tiểu luận. Thứ tư là 3 lá thư giới thiệu. Và các em chú ý là nên chọn những người viết thư giới thiệu có thể làm nổi bật lên những kỹ năng lãnh đạo cũng như là tiềm năng của bản thân nhé. Thứ năm là đầy đủ thông tin và mẫu đơn báo cáo tài chính. Dạ thưa tiến sĩ, còn tiến trình tuyển chọn và thời gian ghi danh mà các em cần phải lưu tâm là như thế nào thưa tiến sĩ? Dạ thưa anh Công, thời gian nộp hồ sơ và xét giải học bổng như sau. Thứ nhất, quỹ học bổng sẽ mở và đón nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 15 tháng 2 năm 2021.
Lưu ý là các em nhắc nhở người viết thư giới thiệu nộp trước ngày 15 tháng 2 càng sớm càng tốt. Thứ hai, quỹ học bổng cùng các chuyên gia, giáo sư, các nhà khoa học và các vị giám khảo người Mỹ gốc Việt sẽ đánh giá và đề nghị những hồ sơ xuất nhất, sắc nhất để đi phỏng vấn. Thứ ba là ngày giờ cụ thể báo cáo cho các em xuất sắc nhận giải học bổng cũng như là lễ phát giải sẽ được công bố vào cuối mùa xuân năm 2021. Kính thưa quý vị, phần tìm hiểu về giải học bổng Đình Long Nguyễn and Kim My Dương năm thứ tư niên khóa 2021-2022 đến đây đã chấm dứt. Thân chúc các sinh viên tham dự giải học bổng được nhiều may mắn và đạt thành quả tốt đẹp trên đường học vấn và xây dựng tương lai. Nguyễn Thành Công xin kính chào tạm biệt quý vị khách thính giả và xin kính chúc quý vị cùng gia đình được an vui và hạnh phúc cùng vượt qua mùa đại dịch. Xin chân thành cảm ơn bà Dương Kim Mỹ và tiến sĩ Hiếu Bùi. Dạ, xin kính chào quý khán thính giả. Dạ, xin kính chào anh Công và quý khán thính giả của đài SBTN.